Xin chào tất cả quý khán thính giả, thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đọc Báo Vẻ và xin chào Hiền Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lần trước thì khi mở đầu chương trình, anh Nguyên Khôi có nói về những cái điều mà ông Nguyễn Phú Trọng ông có tuyên bố về chống tham nhũng đó, gọi là triệt để ha và tạo được những bước đột phá. Mà nếu mà đọc kỹ, theo tôi nghĩ là anh còn thiếu sót, là bởi vì trong đó thường thường cái cách nói của Nguyễn Phú Trọng á là qua những việc làm như thế để củng cố được niềm tin của nhân dân. Không biết cái hôm đó anh có đọc thiếu cái câu đó không? Làm vì đọc không hết bài đến rất là dài, cho nên có thể phân xong đó. Thưa quý vị, ở Việt Nam thì 60 tỉnh thành rồi, cái vụ mà Covid á, thì quý vị thấy là Covid nó xảy ra khắp nơi trên thế giới. Như ở Mỹ, ở New York thì có một cái thời kỳ kinh khủng, một ngày chết cả mấy trăm người, và bên tất cả các nước, nhiều nước bị Covid, nhưng mà khi người ta đưa tin á thì người ta chỉ nói về cái sự thiệt hại Covid gây ra và cái cách mà các nước người ta phải chống Covid như thế nào. Thì lúc đó Việt Nam mình tự hào là mình chống rất là giỏi, và mình hơn người khác. Đến độ mà thủ tướng lúc đó là ông Phúc, ông nói là cái cột điện ở Mỹ nó không về Việt Nam, nó về Việt Nam để nó tránh Covid. Nhưng mà bên cạnh cái việc chống Covid của các nước đó, thì người ta không thấy người ta đưa tin là những người tham gia chống Covid mà những tổ chức có quyền đó đã bị xử lý, và khi mà sử dụng tiền là tiền của chính phủ, mà các nước tư bản thì không phải là nhà nước, tiền của chính phủ đã dùng sai và làm hại tới đời sống người dân như thế nào. Và trên cái đó Việt Nam thì là khi các ông ấy vỗ ngực xưng tên là Việt Nam chống Covid giỏi, thì sau đó là nó tràn lan ra cái vụ mà cán bộ tham nhũng hối lộ. Và báo VN Express có đưa một cái bài như thế này nè: vụ án Việt Á điển hình về tham nhũng có hệ thống. Tin từ Hà Nội, ông Nguyễn Văn Yên, ông là phó ban nội chính trung ương, cho biết đây là vụ án điển hình về tham nhũng có hệ thống, có tính quy mô, xảy ra từ cơ quan bộ ngành trung ương đến các địa phương. Đấy, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thống nhất chủ trương phân loại cấp độ xử lý người liên quan theo tinh thần nghiêm khắc, khoa học, nhân văn. Bây giờ còn lại các bố, toàn là cái đào to bố lớn không à. Trên cơ sở này và việc khắc phục hậu quả, sự dự kiến có các cấp độ bao gồm nghiêm trị, giảm hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị thấy, để ý chỗ yếu tố này nha. Cái chuyện nó kinh khủng như thế, từ trung ương tới địa phương, mà quý vị thấy nghiêm trị là chỉ có một thôi, bên cạnh đó là giảm hình phạt, miễn hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự. Thế thì chống ai? Thế thì ông Nguyễn Phú Trọng ông mới bảo là triệt để rồi. Theo ông Biên thì việc phân loại được xét đến trong bối cảnh thời điểm xảy ra vụ án cả nước đặt nhiệm vụ chống Covid-19 lên hàng đầu, lực lượng cán bộ y tế nói chung và tại các trung tâm y tế dự phòng, tức là CDC các tỉnh, thành nói riêng, có liên quan sai phạm đều là những mũi nhọn hàng đầu khi chống dịch. Đóng góp của cán bộ y tế là vô bờ bến, họ bước vào cuộc chiến thời bình, sẵn sàng chấp nhận an nguy đến tính mạng để chống dịch, bảo vệ tính mạng nhân dân. Nhưng trong đó cũng xảy ra câu chuyện tham nhũng tiêu cực chưa từng thấy, ông nói như thế. Thưa quý vị, qua vấn đề này chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà cán bộ y tế đóng góp vô bờ bến, chuyện này chúng ta không phủ nhận, bởi vì có nhiều người người ta phải hy sinh cả tính mạng. Nhưng cái điều mà nó xót xa, nó đau xót và xin lỗi quý vị, nó khốn nạn nhất là có những người ta phải làm những việc như thế mà các ông CDC đó, ông ăn trên ngồi trước, ông bắt tay với Việt Á để ông ăn tiền và ông tổ chức những bữa tiệc là xa hoa. Thì quý vị, cái điều đó nó cho chúng ta thấy được một cái sự vô tâm, mà bây giờ trong nước người ta dùng cái chữ vô cảm đó. Nhưng mà chúng tôi thắc mắc là tại sao ông dùng chữ là nghiêm khắc, khoa học, nhân văn, nhưng mà các bao gồm là nghiêm trị, giảm hình phạt và miễn trách nhiệm hình sự. Tại sao nguyên cả một bầy sâu, một cái lũ nó hại dân hại nước như thế mà chỉ có một biện pháp thứ nhất là nghiêm trị vậy thôi, chưa gì đã tính tới chuyện giảm hình phạt, miễn hình phạt và miễn trách nhiệm hình sự. Như thế thì thưa quý vị, luật pháp nó nghiêm minh chỗ nào hả? Không, bây giờ mà chống tham nhũng không thấy được sự nghiêm minh. Trong khi đó thì ông Nguyễn Phú Trọng cứ bảo rằng là phải chống là một cách triệt để. Thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ với tư cách như tổng bí thư như ông Nguyễn Phú Trọng đó, khi mai mốt không còn làm bí thư nữa,
thì ông sẽ có một cái dịch vụ về làm ăn rất là thành đạt. Là Việt Nam giờ nó quảng cáo keo dính chuột ra. Thì ông sẽ có là keo dính ghế. Keo dính ghế là lịch sự. Nếu mà nói nó là keo dính mông. Cái là làm không được mà cứ ngồi, mà mỗi lần mà bác Trọng đó mà nói là đào tàu vô lớn ghê lắm. Là kinh khủng lắm. Mà trong khi là bác nói một đằng, thì trong khi đó bên đảng viên cán bộ nó lại làm một nẻo. Đã có hệ thống nha. Chính ông này ông bảo là có hệ thống từ trung ương đến địa phương. Thế mà nghiêm trị rồi giảm hình phạt, miễn hình phạt, miễn đến như hình sự vậy thôi, chống làm quá gì nữa cho nó bất công. Rồi mời anh. Báo này là báo VN Express có bài Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói văn hóa đạo đức xã hội có mặt đang xuống cấp. Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch thừa nhận văn hóa đạo đức xã hội có mặt đang xuống cấp và mong các ngành các cấp cùng xây dựng môi trường văn hóa. Chiều 10 tháng 8, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, nhiều đại biểu nêu thực trạng văn hóa đạo đức xã hội xuống cấp. Đại biểu Lê Hoàng Anh cho rằng pháp luật và đạo đức là hai quy phạm chủ yếu quan trọng để điều chỉnh quan hệ xã hội. Thời gian qua, hệ thống pháp luật đã được hoàn thiện, nhưng quan hệ xã hội thì ngày càng nóng, khiến cử tri lo lắng. Nhiều cử tri cho rằng do đạo đức xã hội, đạo đức con người, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đạo đức gia đình đều xuống cấp. Đề nghị Bộ trưởng cho biết việc này đang ở phạm vi và mức độ nào, xu hướng thời gian tới ra sao. Thì ông ấy trả lời là văn hóa đạo đức xã hội có mặt đang xuống cấp. Người dân theo như đại biểu quốc hội họ nói đó, nếu quốc hội đó thì người dân nói là mọi mặt nó xuống cấp, nó xuống cấp. Mà đồng chí mà phụ trách Bộ trưởng về vấn đề văn hóa thì nói rằng có mặt đang xuống cấp, là có mặt thôi, tức là một số thôi, một số mặt thôi. Chứ còn... thì trước hết á, thực sự mà nói đó, chỉ có ở Việt Nam mới có cái loại bộ văn hóa và giáo dục lo về vấn đề đạo đức như thế này. Còn những cái xã hội văn minh chẳng cần phải có những cái bộ mà chuyên về đạo đức như thế này. Càng chống tham nhũng thì tham nhũng nó càng nhiều, càng, càng có bộ lo về đạo đức thì đạo đức nó càng xuống cấp. Càng có vấn đề, có những cái cơ quan nó về mà là thanh tra đảng viên thì đảng viên nó càng tham nhũng nhiều hơn. Cho nên là việc đầu tiên mà để cho văn hóa nó dừng lại, nó xuống cấp quá rồi, nhưng ít nhất nó dừng ở vấn đề nó đừng có xuống thêm nữa. Đề nghị bỏ cái bộ văn hóa này đi. Nó đâu còn chỗ đâu nó xuống nè. Tại vì bao nhiêu năm qua đời ta đã có đảng, dân tộc ta đã có đảng, có bác, văn hóa rồi một chút cái gì cũng vậy. Từ bé lớn như Hoàng Tuấn hay nói, mới mặc tã là đã cháu ngoan bác Hồ rồi. Tức là cháu ngoan, ngoan là có đạo đức trong đó mới là cháu ngoan. Học tập tốt, lao động tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt. Thế mà bây giờ đạo đức lại xuống cấp là như thế nào? Thì một anh giải thích đi. Tôi thì thấy rất đơn giản như thế này thôi. Cái tư cách của con người nó hình thành khi còn bé. Và nhưng mà đối với xã hội chủ nghĩa đó, thì quý vị, cái gian dối, cái sự lừa lọc là cái cốt lõi để người ta học theo, để người ta sinh tồn. Thì không thể nào mà đạo đức nó không xuống được. Anh nhớ là ngày xưa trước năm 1975, khi chúng ta đi học từ nhỏ đó, đã có cái môn công dân đức dục. Dạy cho ta, ví dụ khi đi ra đường gặp đám tang thì mình phải như thế nào, ra đường gặp người lớn tuổi mình phải như thế nào. Rồi những hình ảnh rất là đơn giản, khi buổi tối trong gia đình thì cha làm cái gì, mẹ làm cái gì, con cái làm cái gì. Những cái chuyện đó tưởng như là nhỏ nhưng mà nó không nhỏ, nó hình thành cái nhân cách của con người. Còn đối với xã hội chủ nghĩa, đối với người cộng sản đó, thì người ta chỉ dạy cái lòng căm thù. Trâu nó cũng đánh Mỹ, mũi nó, xin lỗi, ong nó cũng đến Mỹ, trẻ con cũng là tính chuyện mà làm toán mà cũng nói là hai chiếc máy bay Mỹ gồm có bốn phi công, thế khi bắn rơi xuống thì chúng ta diệt được bao nhiêu tên giặc lái. Những chuyện nó kinh khủng như thế. Và chung quanh đó thì anh biết là hợp tác xã mà, thì anh phải gian dối, anh phải lừa lọc. Thì từ những cái chuyện đó nó tạo dựng nên một cái xã hội và tạo những cái con người mới xã hội chủ nghĩa, là những con người phải tham lam, phải lừa lọc, thì làm sao mà đạo đức nó không xuống cấp được. Đó là cái chuyện rất là rõ ràng. Sau năm 1975, một trong những cái điều mà người dân miền Nam, chúng tôi cũng là người miền Bắc, mà miền Bắc di cư năm 1954, cha mẹ di cư vào trong Nam, thì những người dân trong Nam nói chung, cả người dân miền Nam và cả những người Bắc và di cư vào thời kỳ 1954 đều rất, một trong những cái điều mà họ rất là ngỡ ngàng. Khi họ thấy ở trên đài, trên loa
trên báo chí thì nói cái giọng điệu đạo đức rất là tuyệt vời. Tuyệt vời ha. Nhưng mà khi họ chứng kiến những con em của người Bắc mà theo bố cha mẹ là cán bộ vào trong Nam, rồi cán bộ thì ăn gian nói dối, và đặc biệt là trẻ em miền Bắc lúc bây giờ nó vào, trời ơi, nó chửi thề một cách kinh hoàng. Thì tôi nghĩ rằng không phải là đạo đức nó xuống cấp bây giờ, mà ngay từ lúc đó nó đã xuống cấp rồi, có cấp đâu mà xuống, nó xuống tận đúng ra nó không có đạo đức, không có đạo đức để mà xuống cấp. Và thưa với anh, bây giờ ngay cả ví dụ trên Facebook người ta đóng những cái vở kịch ngắn hay là những cái tiểu phẩm, những cái đoạn phim ngắn đó ở trong YouTube đó, YouTube hoặc là trên Facebook, anh thấy chỉ có miền Bắc mới có cái văn hóa mà mày biết bố mày là ai không. Anh thấy không, chỉ có miền Bắc thôi. Thưa quý vị, chúng tôi không có phân biệt nha, nhưng mà chỉ có miền Bắc mới có cái văn hóa mà mày biết bố mày là ai không. Trong miền Nam đâu có nói là ê mày biết ba tao là ai, ông nội tao là không có. Mày biết bố mày là ai không. Và thưa quý vị, trước khi Hoàng Tuấn đi vô làm thâu chương trình với anh Nguyên Khôi thì chúng tôi có xem ở trên, cũng trên Facebook, người ta đưa một cái đoạn video chúng tôi không thể tưởng tượng được. Hai chiếc xe chạy xe hơi, tức là Việt Nam là chạy xe hơi là ô tô đó phải không? Là thành phần khá rồi anh ha. Dạ. Thế thì chỉ cái việc tranh chấp với nhau một cái làn đường thôi. Thì một người dừng xe lại, mở cốp xe, mở cái trăng xe ra, anh biết cầm gì không? Cầm một cái rựa cán dài. Và ở, đối với người miền Đông á, ngày xưa chúng tôi có sống người miền Đông thì tôi gọi đó là cái chà gạt. Bởi vì người miền Trung thì cái rựa nó có cái mũi nhọn đó anh. Thì đó. Thì cầm xuống đó, gõ cửa, gây gỗ. Và người kia hỏi nó làm gì? Tao chẻ đầu mày ra. Cầm kinh khủng lắm, là rất là hung hăng. Thì người tài xế bên này, người ta lấy cái phone, người ta quay lại cái biển số xe. Thưa quý vị, ở Mỹ nha, mà quý vị cầm hung khí như thế đó mà đi hâm dọa người khác là ở tù ngay. Chắc chắn rồi. Và đối với cảnh sát mà anh cầm hung khí như thế đó, người ta có quyền bắn chết. Đúng rồi. Mà chúng tôi không nghĩ tại sao cái xã hội Việt Nam mà kinh khủng quá, đối xử với nhau mà cầm, tôi thấy tôi hết hồn á. Nói bên kia chứ, tao chẻ cái đầu mày ra bây giờ. Ngôn ngữ nó kinh hoàng, nó kinh khủng lắm. Thì thưa quý vị, đối với người cộng sản nó không có đạo đức thì chuyện này... thì bảo làm sao là xuống cấp được, nó không còn... có đạo đức. Có nó mới xuống, nhưng có đâu mà không xuống đó. Tôi xin lỗi anh, tôi có bài này nó hơi đặc biệt quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho nên tôi xin đọc luôn. Đạo đức của Bác Hồ đó hả? Đang nói chuyện về đạo đức Bác Hồ. Bài này VN Express, Thủ tướng nói giữ gìn lâu dài, bảo vệ an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cái này là ngược với cái ước vọng của Bác rồi. Thì đúng rồi. Thì để tôi đọc hết. Sao anh có vẻ anh có vẻ nóng lòng anh xúc. Tôi thấy là đạo đức của Bác là Bác không có muốn như thế. Mà thế sao làm như ngược lại ý của Bác. Đảng á thì cứ tối ngày ra là làm theo di chúc của người. Nói theo lời người dạy, phải không ạ? Bác ta như thế này, Bác ta như thế kia. Mà cái điều mà cụ thể nhất, cái điều Bác nói đạo đức thì mình không biết kiểm chứng đạo đức số 1, số 2, số 3, bao nhiêu điểm mà nói như vừa rồi nha, anh nói là đạo đức có đâu mà xuống thì nhiều người cãi lại này, mà có xong có rồi mà xuống thì xuống cỡ nào thì cái đó mình không có biết được. Khó để mà kiểm chứng, đúng cái chữ kiểm chứng. Mà cái chuyện mà cái di chúc Bác để lại, cái điều mà có thể kiểm chứng một cái rõ ràng nhất là ông bảo đi thiêu bóng đi, phải không ạ? Ông bà... đâu có muốn làm lăng ông đâu. Cái điều mà mọi người nhìn thấy một cách rất là rõ ràng mà xem là Đảng có làm theo đúng cái di chúc của gọi là Bác Hồ để lại không? Đâu có làm. Thì vào làm như vậy. Giờ này mấy chục năm sau này vẫn còn giữ gìn lâu dài, bảo vệ an toàn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh ông là người vô thần. Thì ông nghĩ là, thì nếu mà là người vô thần thì chết là xong hết. Sống. Không còn gì nữa, phải không ạ? Thì giờ này chắc ông. Nhưng mà tại sao lại giữ? Anh biết tại sao lại giữ không? Giữ sao? Tại vì khi giữ cái xác phải nằm trong ba lăng. À. Thì đấy thì chúng tôi chỉ dùng hai câu mà chúng tôi đã thưa với quý vị để chúng ta hiểu được mọi vấn đề thôi. Mỗi năm mỗi tốn cho lăng, Bác ăn thì ít mà Đảng ăn thì nhiều. Chỉ có vậy thôi. Đó là nó giải tỏa mọi vấn đề. Rồi, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, cái trở lại cái chuyện mà anh Nguyên Khôi nói là Thủ tướng bảo là phải giữ gìn là lâu dài, bảo vệ an toàn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó. Thì tại sao người ta lại không làm đúng theo di chúc của Hồ Chí Minh? Thưa quý vị, thực sự ra Hoàng Tuấn nghĩ là đối với người cộng sản
người ta cũng không có phải là thương yêu giùm Hồ Chí Minh cả. Anh nghĩ vậy. Người ta lợi dụng, người ta lợi dụng hình ảnh của Hồ Chí Minh. Cho nên bây giờ khi xã hội đạo đức nó xuống cấp, người ta nói là đạo đức xuống cấp đó, người ta nói theo cách nói chứ có đâu mà xuống. Thì người ta chỉ có một cái phao duy nhất là tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Người ta cứ mang ra, người ta nói ra rã, đặc biệt là các ông giáo sư Hoàng Chí Bảo vậy đó, là cái màn nó đã để chỉ. Bởi vì nếu không dùng những cái điều đó để nói thì không có gì để nói cả. Thế bây giờ tại sao những ông còn sống đó, những ông mà bị tổng bí thư còn sống đó, thì không đem làm cái tấm gương mà cứ màn. Thưa quý vị, thực sự người ta chỉ lợi dụng thôi. Chúng tôi nói như thế để ở trong nước chúng tôi biết có những người vẫn còn thần thánh, xem Hồ Chí Minh là thần thánh. Thực sự ra Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chả có thương yêu gì Bác Hồ quý vị đâu. Người ta chỉ lợi dụng thôi. Bây giờ chỗ nào cũng để tượng Hồ Chí Minh, hình ảnh Hồ Chí Minh, nghĩa là xây tượng Bác cho thật là nhiều. Mà ông được cái gì? Ông Bác Hồ đâu có được gì đâu. Xây tượng á thì nó lại ăn ở trong đó. Thế nó xây Bác càng nhiều thì nó ăn càng nhiều. Cho nên là đó, chỉ xin lỗi quý vị, người ta chỉ mượn hình ảnh của Hồ Chí Minh là bung sung thôi. Chứ còn bây giờ là cái nói chuyện là tại sao một cái điều rất là rõ ràng là di chúc của Hồ Chí Minh là ông đâu có muốn làm lăng đâu. Mà nếu mà mình thương yêu Bác, mình tôn trọng Bác, tại sao mình không thực hiện cái điều của Bác? Và trong khi đó Bác là sống ở nhà sàn, đúng không? Đơn giản, mặc quần áo kaki, mang dép cao su, mà sống rất là đơn giản. Bác bảo là cán bộ là phải gầy, dân là phải mập, phải béo. Mà bây giờ toàn là dân thì gầy, mà cán bộ nào nói nó béo trùng trục. Cho nên thưa quý vị, người ta chỉ mượn hình ảnh của Hồ Chí Minh để người ta làm một cái phao và làm một cái bình phong để che đậy cái sự xấu xa của Đảng và Nhà nước. Bây giờ nếu mà không nói tới tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì nói tới cái gì nữa? Bây giờ có mấy ông còn sống đó, bây giờ chẳng lẽ mang mấy ông cán bộ còn sống ra là làm gương mẫu như ông cựu bí thư ông Lê Khả Phiêu? Ông lại có cả một cái sân thượng 20.000 đô, thế thì là gương mẫu cho ai? Đấy, cho nên thưa quý vị, cũng tội, nói về nó cũng tội Bác. Chúng nó cũng mang Bác ra, chúng nó lợi dụng thôi. Bây giờ anh muốn tôi đọc cái bài này cũng hay này. Chùa Ba Vàng bị yêu cầu gỡ video cúng dường phản cảm. Ủa, cái chùa này ngày xưa có cái ông mà bị mang tai mang tiếng đó hả? Đúng rồi. Bây giờ sao? Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ video trên mạng về lễ xớt bát cúng dường, trong đó có hình ảnh sư nhận tiền phản cảm ở lễ Vu Lan. Ngày 15 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra các hoạt động tôn giáo tại chùa Ba Vàng. Qua kiểm tra, thành phố xác định ngày 10 tháng 7, chùa Ba Vàng tổ chức lễ Vu Lan với khoảng 10.000 người tham dự, trong đó có hoạt động xớt bát cúng dường tổ chức lúc 11 giờ trong khuôn viên chùa. Video do nhà chùa công bố cho thấy trong lễ xớt bát, tức là sư mang bình bát đất đi khất thực, các Phật tử đứng quỳ gối chắp tay dâng hoa tiền bánh kẹo vân vân. Chư tăng chùa Ba Vàng đi dọc đường trong chùa nhận tiền bánh kẹo từ người dân quỳ xuống. Cái này nó cũng rất là tế nhị. Chùa Ba Vàng thì đã mang tiếng từ lâu rồi. Và cái vị mà trụ trì chùa Ba Vàng này trước đây mình tưởng là thôi rồi, không thôi rồi. Vẫn còn. Bây giờ vẫn còn ở đó, tại vì sau mất các cái chức vụ ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thôi. Nhưng mà vẫn còn là trụ trì chùa Ba Vàng. Thì bây giờ cứ mang tiếng hết cái chuyện này. Vẫn còn kiếm tiền được. Vẫn mà ngày xưa là cúng giải vong vậy đó ha. Tôi thực sự đó, mình đọc những cái này mình thấy tội nghiệp cho người dân, tại bên cho người dân, cho cấp tử, cho những vị tu hành mà chân chính khác. Tôi mang tiếng một con sâu, cái này thì đúng là con sâu làm đầu đồi canh này. Nó kinh hoàng quá, mà đến độ mà báo chí phải lên tiếng như thế này, chắc nó, tôi không được coi cái video đó, nhưng mà tôi nghĩ chắc nó phải như thế nào người ta mới lên tiếng. Mà tôi nghĩ nếu mà cái chùa này đó vẫn tồn tại và cái người làm việc mà đã từng bị khiển trách vẫn còn làm việc, thì cái video này có gì đâu phản cảm. Tại vì các thầy làm mà. Thì cái này là nếu mà các thầy thấy không đúng thì các thầy đâu có làm. Chùa Ba Vàng còn gọi là Bảo Quang Tự, tọa lạc trên lưng chừng núi Thành Đẳng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Từ năm 2007, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh thuộc hệ phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử về trụ trì chùa.
tháng 3 2019 sau khi báo chí phản ánh chùa Ba Vàng thỉnh vong cúng oan gia trái chủ thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc. Nhưng bây giờ thì cái vị đó Đại Đức Thái Minh vẫn còn chủ trì, vẫn còn bình thường, không sao, vẫn bởi vì đã được cũng bị khiển trách rồi, cũng làm tất cả những cái thủ tục cần thiết. Sư Thái Minh đã bị bãi nhiệm tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Trung ương và địa phương nhưng vẫn trụ trì chùa Ba Vàng. Ông sau đó đã xin lỗi nhân dân, Phật tử và sám hối 49 ngày dưới sự giám sát của Giáo hội Quảng Ninh. Thì nếu mà cúng giải vong mà lấy tu hàng trăm tỷ rồi bây giờ vẫn còn những cái hoạt động như vậy thì chúng tôi nghĩ là chùa này không phải Ba Vàng đâu anh. Sao vậy? Nó nhiều vàng lắm. À nhiều. Chứ còn Ba Vàng thì không có đúng. Rất là nhiều vàng. Nói Ba Vàng thì oan cái chùa. Và thưa quý vị, đây là vấn đề khá tế nhị về vấn đề tôn giáo. Thì chúng tôi chỉ đọc bài như vậy, đọc như vậy thôi. Và chúng tôi thấy là trên báo chí của nhà nước hay là trên đài truyền hình như VTC phải không? Đài truyền hình thì có nói về về thầy Thích Nhật Từ thì bảo rằng là cái cách mà cúng dường như thế thì nó không có phải cách. Thế thì trên cái trang web của bên chùa Ba Vàng đó thì người ta lại phản đối. Người ta đưa những hình ảnh ra là người ta nói là khi mà thầy Thích Nhật Từ phê phán chùa Ba Vàng phải nhìn là chính bản thân mình. Tôi đưa hình ảnh, người ta đưa là ông Thích Nhật Từ khi sang bên Lào đó cũng tổ chức cúng dường cũng giống y như là chùa Ba Vàng. Thế nhưng nó lời qua tiếng lại thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ là tội cho Phật tử thôi. Bởi vì nhiều khi người ta cũng vì cái tâm đã đi cúng lễ Vu Lan, nhưng mà rồi chúng tôi không hiểu tại sao là như là chùa Ba Vàng đó đã làm những cái việc bị tai tiếng mà bây giờ thì vẫn sinh hoạt bình thường. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng không dám có ý kiến nhiều, chúng tôi chỉ có một số người đưa ra là về vấn đề cúng dường. Thì có một vị thì bảo rằng là càng nghèo thì phải càng cúng dường để cho bớt nghèo. Một vị thứ hai thì bảo rằng là đi du lịch á thì nó tạo được cái nghiệp xấu, phải để tiền để mà cúng dường thì nó tốt hơn. Một người thứ ba thì bảo rằng là ăn nó cũng hết, áo mặc nó cũng mòn, phải cúng dường thì mới có phước đức về sau. Thì đó, thì ra đây cái đó là những người dân trong nước người ta ý kiến thôi. Thế thôi, bây giờ chúng tôi chỉ muốn đưa tin cho quý vị thôi. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm đó thì quý vị cứ vô bây giờ lên trên mạng đó, anh chuyện chùa nó, dạ, nó có rất nhiều những nguồn tin, tin từ báo nhà nước nha, chứ không phải tin của phản động lưu vong đâu. Rồi hôm trước anh nói về cái vụ Bình Dương đó anh. Có bài báo thế cũng hay nè, báo Tuổi Trẻ nè, vụ thâu tóm 43 mẫu đất vàng Bình Dương, tôi chỉ là người bán thịt heo được nhờ đứng tên công ty. Tại báo Tuổi Trẻ online nha, tại tòa ông Dương Đình Tâm phân trần, tôi như người bán thịt heo được nhờ đứng tên công ty, trên thực tế tôi không có tiền để mà góp vốn vào công ty. Thì quý vị, một người đi bán thịt heo thôi mà được nhờ đứng tên vào công ty. Bị cáo Nguyễn Đại Dương xác định lập công ty để nhận chuyển nhượng 43 hectare đất vàng tại Bình Dương từ bố vợ. Tại tòa, Dương phủ nhận các cáo buộc, khai chỉ là người kết nối chứ không tham gia vào việc mua bán. Thưa quý vị, chi tiết thì nó nhiều lắm. Nhưng mà đáng chú ý là ông Tâm đó, ông Tâm thì ông tên là Dương Đình Tâm, thì ông nói như thế này. Tại tòa, ông Tâm cho biết mình chỉ là người bán thịt heo được ông Dương nhờ đứng tên cổ phần công ty, chứ không biết gì về hoạt động của như mua bán đất của công ty cả. Để quý vị lập một cái công ty, để ông Nguyễn Đại Dương là con rể của cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty, dù không đứng tên trên giấy tờ pháp lý nào, nhưng Dương cùng bố vợ bị xác định là tác giả của kịch bản góp vốn thành lập công ty để mua bán lòng vòng, để hô biến đất nhà nước vào tay tư nhân. Và cái điều hay nhất là cái ông bán thịt heo được đứng tên cổ phần của công ty. Thì quý vị thấy rằng là cán bộ đảng viên bây giờ ông nào cũng giống như là mấy người mà làm siết anh hả, là phù phép rất là hay. Quý vị xem mấy những cái chương trình làm siết không, người ta chỉ cái tay người ta không có gì hết, người ta lần cái mình thấy có trái banh, ảo thuật, có con chim nó bay ra, ảo thuật, xin lỗi quý vị, chúng ta là siết, chúng tôi nói sai, ảo thuật đó. À, như là magic đó. Thì bây giờ cán bộ đã viêm dễ giỏi quá, từ đất này chuyển qua đất kia đất nọ, nhưng cuối cùng thì là cuối cùng ra tòa thì cứ chỉ nhận là thiếu trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, và có cái ông bán thịt heo. Địa phương đau đầu vì lao động xuất khẩu bỏ trốn, báo VN Express. Với gần 900 lao động cư trú bất hợp pháp, chiếm 8,8% trong 6.000 người đi làm việc tại Hàn Quốc, tỉnh Thanh Hóa đã tìm mọi cách xử lý song không hiệu quả.
Thì thưa quý vị, cái vụ này sở dĩ báo chí đăng cái lần này, đăng cái vụ này là tại vì số người mà đi lao động, đi làm việc không chịu về, du lịch sang bên ngoại quốc mà không chịu về đó. Ok. Nhiều quá. Mà đặc biệt là nó xuất phát từ cái nơi hoặc là quê hương của bác, hoặc là bên cạnh quê hương của bác. Hàng xóm. Một là Nghệ An, Hà Tĩnh, hai là Thanh Hóa. Ừ. Sang với đó. Và đó là không lý do. Và đó là lý do Việt Nam khôn vặt. Tô Lâm muốn khôn vặt, công an khôn vặt, chắc bị áp lực từ đó. Cho nên trong cái hộ chiếu mà mới đó, họ mới không in cái phần mà nơi sinh. Nơi sinh. Tại vì nếu mà nơi sinh ở đó thì những quốc gia khác họ mà nhìn vào như ở bên Hà này, Nam Hà này, như bên Đức này, những cái nơi mà người Việt Nam sang đó đi làm lao động nhiều, mà người ta thấy ở quê quán, ở nơi sinh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là gạch chạy rồi. Đó. Cho nên là Việt Nam mình khôn lỏi, bỏ cái đó đi. Nhưng mà thưa quý vị, những cái người làm việc trong những cái ngành mà về vấn đề về di trú ở các quốc gia trên thế giới này, họ có liên lạc với nhau mà. Họ đều có những cái thông tin họ chia sẻ với nhau, và họ đều cho nhau biết rằng nếu mà nhận những cái người này cung cấp visa cho những người này thế vào thì nó không về nữa, nó ở lại. Và đặc biệt tại sao? Tại sao nó ở Biên Hòa, ở Bình Dương, ở Cần Thơ, ở Sông Bé và ngay cả quê hương của anh chẳng hạn như bên Quảng Nam, Đà Nẵng không biết cái chuyện đó. Cứ bình thường, những người nói người ta cầm hộ chiếu Việt Nam, nếu mà sinh nơi sinh mà Quảng Nam, Đà Nẵng hay là Thừa Thiên, người ta không bị rắc rối gì cả. Mà cái xích là một tí là nó lại bị. Kỳ quá. Thưa quý vị, nha, cái chuyện này thì chúng tôi cũng buồn cười là bây giờ Việt Nam cũng có những người mà nó có những cái suy nghĩ mất buồn cười lắm. Chẳng hạn như tôi xem ở trên đài tiếng nói Hoa Kỳ, người ta đưa tin tức thì có một người ở Việt Nam đưa như thế này, là chửi Mỹ, chê Mỹ, mà là Việt Nam bây giờ là cái nơi đáng sống, Việt Nam bây giờ là như là thiên đường, cho nên là bây giờ những người mà sống ở nước ngoài này cũng mong ước trở về Việt Nam, hay là những người mà không phải người Việt Nam đó nha, là cũng qua Việt Nam để mà sinh sống, cho nên bây giờ Việt Nam là một cái thiên đường, chỉ có cái bọn mà phản động lưu vong hải ngoại nó nói xấu đất nước, thì cái vì Việt Nam nó thiên đường, thế tại sao cứ đi lao động là không về? Nếu như Kinh Kha qua sông dịch quyết định không về là không về, thì chúng tôi cũng hiểu cái lý thuyết là của Việt Nam mình là thiên đường, là nơi đáng sống. Thế tại sao dân Việt Nam sinh ra lớn lên và trong cái môi trường cách mạng đã được dạy từ nhỏ tới lớn, từ khi Mặc Tả đã là chống Nam Bắc Hồ, thế mà sinh đi ra nước ngoài nó lại trốn, nó không về, kỳ lạ. Như thế mới thấy được cái sự nguy hiểm và cái sự thâm độc của cái chế độ tư bản. Sao? Là nó không cần tuyên truyền gì cả. Mà dân đất nước thiên đường với đất nước ta với sự lãnh đạo tài tình của đảng, nó đi rồi nó không về. Nó không bảo các ông ra đây, ông ở lại nhé, đừng có về. Nó không nói gì cả. Mà anh thấy nó thâm độc không? Nó không nói gì cả. Mà nó chỉ nó bỏ bùa mê thuốc lú làm sao? Mà kỳ quá ha. Sáng lại không về. Khi đó mình cứ ra rã là đất nước mình là thiên đường, đỉnh cao trí tuệ, mình là nơi đáng sống. Ở thế giới là mây mù che phủ, mình là ánh sáng. Mà theo nhiều cái thống kê được đăng tải trên báo chí ở nước, Việt Nam là một trong những quốc gia mà người dân hạnh phúc nhất. Đấy, hạnh phúc nhất. Và người dân và các được đánh giá là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới này. Mà kỳ cục một cái là thằng Mỹ đó, nó không cần làm mấy cái đai nhỉ. Nó không có những cái chiến dịch để mà đi thu hút lôi kéo gì cả. Thì mấy nước này chứ mà vào đó nó không dễ nhỉ. Như bên Hàn Quốc rồi vậy, nó cũng đâu có lôi kéo đâu. Thế mà cho anh thấy qua điều đó là chúng tôi có thể nó như là trước anh nói, có thể nó có cái loại keo đặc biệt mà ông ấy không chọn xài sạc đây, nó dính vào chân ông đi. Cảnh báo quý vị là cái bọn tư bản nó thâm độc lắm, nó rất là thâm độc, cho nên là không cần nói gì cả, mà cái dân mình cứ trốn đi qua là không biết. Đấy, nguy hiểm nha, chúng tôi đứng ra cảnh báo nhắc nhở cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình lần tới.